Cách đây tròn một năm, ngày 24 tháng 3 năm 2022, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam, về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo điều 331 Bộ luật Hình sự. Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố thêm 6 bị can liên quan vụ việc. Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 3 năm 2021, thông qua các tài khoản mạng xã hội, bà Nguyễn Phương Hằng đã tổ chức nhiều buổi live stream nói về nhiều chủ đề, nội dung khác nhau được nhiều người theo dõi, chia sẻ và bình luận. Tại các buổi live stream này, bà Hằng đã phát ngôn những nội dung liên quan đến bí mật đời tư của nhiều cá nhân. Những nội dung này ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của một số cá nhân như nghệ sĩ Hoài Linh, ca sĩ Vy Oanh và nhà báo Hàn Ni. Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Mai Nhi 39 tuổi, trợ lý của bà Hằng, Lê Thị Thu Hà 30 tuổi, nhân viên Công ty Cổ phần Đại Nam, Huỳnh Công Tân 28 tuổi, trưởng phòng truyền thông Công ty Cổ phần Đại Nam về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Các bị can này bị cáo buộc giúp sức tích cực cho bà Hằng, thực hiện hành vi phạm tội liên tục, nhiều lần trong thời gian dài, gây bức xúc dư luận xã hội. Đến ngày 24 tháng 2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bắt giam tiến sĩ luật Đặng Anh Quân, giảng viên trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh cùng về hành vi nêu trên. Cơ quan điều tra xác định ông Quân có vai trò đồng phạm trong vụ án Nguyễn Phương Hằng. Người này là khách mời, xuất hiện ở 11 buổi livestream của bà Hằng từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022. Đến ngày 24 tháng 3, Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục khởi tố bị can, bắt tạm giam nhà báo Hàn Ni và luật sư Trần Văn Sĩ về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Theo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, trước đó Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận, thụ lý xác minh đơn tố giác của ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng, tố cáo bà Đặng Thị Hàn Ni và Trần Văn Sĩ đăng tải các đoạn ghi hình với nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm của ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng, xâm phạm lợi ích của Công ty Cổ phần Đại Nam và Quỹ Từ thiện Hằng Hữu. Mới đây nhất là ngày 21 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã gửi giấy triệu tập ca sĩ Vy Oanh lên làm việc liên quan đơn thư tố giác của ông Nguyễn Quang Tuấn, con trai bà Nguyễn Phương Hằng. Tuy nhiên, theo luật sư bảo vệ của ca sĩ Vy Oanh, nữ ca sĩ đã gửi đơn khiếu nại về việc triệu tập này và không đến làm việc theo lịch ấn định vào sáng nay 24 tháng 3. Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.